Tu hành với tâm vô vị kỷ, giới hạnh và thiền định. Tu tập lòng nhân ái vô ngã. Ngày 29 tháng 12 năm 2008 tại Pháp. Hôm nay tôi sẽ đọc quý vị nghe một ít kinh Phật. Đây là một trong những lời khuyên của Đức Phật dạy cho các đệ tử trong Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là một sưu tập về một số điều nên làm. Đây là những điều nên làm. Và kinh khác sưu tập những điều không nên làm. Đây là những điều nên làm. Quý vị biết nhiều điều nên làm, Phật nói. Điều thứ nhất chẳng hạn là thực hành bố thí. Thứ nhất là bố thí. Thứ hai là trì giới. Và thứ ba là nhẫn nhục. Thứ tư là tinh tấn. Và thứ năm là trí huệ. Đúng vậy, tinh tấn trong thiền định. Và điều thứ năm là trí huệ. Phải dùng trí huệ, đạt trí huệ và dùng trí huệ. Cho nên hôm nay, chúng ta nói về thực hành lòng tốt vô ngã. Được gọi là giới ba la mật trong tiếng Phạn. Bây giờ Phật nói với đệ tử của Ngài, một trong số họ là Tu Bồ Đề. Ngài nói thế này, Tu Bồ Đề, khi một đệ tử phát tâm bố thí đồ vật, họ cũng nên thực hành giới ba la mật về lòng cống hiến vô ngã. Đó là họ phải nhớ rằng không có sự tùy ý phân biệt giữa một cá nhân và bản thể của người khác. Do đó, họ nên thực hành bố thí bằng cách ban tặng không chỉ đồ vật mà còn món quà tử tế và cảm thông vô ngã. Nếu đệ tử nào đơn giản thực hành lòng tốt, họ sẽ sớm đạt A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là gì? Đó có nghĩa là quả vị cao nhất. Quả vị Phật cao nhất, Phật tánh viên mãn. Như vậy, Phật có ý gì khi nói chúng ta phải thực hành lòng tốt vô ngã? Có ai biết không? Khi biếu tặng thứ gì chúng ta không mong cầu báo đáp hay gì cả, phải tốt. Điều đó cũng đúng. Ý của Phật ở đây tôi nghĩ là khi bố thí, quý vị không nghĩ rằng mình bố thí. Bởi vì Ngài nói rằng quý vị không nên phân biệt giữa mình và người khác. Như tôi và vị sô-cô-la đằng kia, anh chàng sô-cô-la ngồi kia. Quý vị thấy, bởi vì khi bố thí, với ý nghĩ khách quan trong tâm rằng ta tặng anh ta món gì đó, vậy thì đó không phải là sự bố thí hoàn toàn. Không phải bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật nghĩa là quý vị bố thí như thể là tự bố thí cho chính mình. Như quý vị uống khi khát, quý vị ăn khi đói. Không có gì trọng đại khi quý vị cho mình chút gì đó để ăn. Quý vị có bao giờ tự thán thán mình như là ô, tôi vĩ đại, tôi tặng cho tôi một bình nước cam. Tôi bố thí cho tôi không? Không. Do đó khi làm điều gì, chúng ta chỉ làm bởi vì chúng ta cảm nhận sự đau khổ của người khác, sự thiếu thốn của người khác. Do đó chúng ta bố thí giống như khi cần món gì đó, chúng ta tự lấy cho mình, nên không có gì quan trọng, không có gì phải nói cả. Chúng ta làm những gì có thể cho chính mình, phải không? Khi đói bụng, chúng ta cố gắng tìm gì đó để ăn, bất cứ gì chúng ta tìm được để ăn, miễn là ngon, tốt cho cơ thể. Và rồi khi khác, chúng ta tìm gì đó để uống, phải không? Không phải rượu, dĩ nhiên. Loại nước nào đó để uống. Nước, nước cam hoặc gì đó. Cho nên nếu tự cho mình món gì đó để ăn hay uống, chúng ta không bao giờ nghĩ điều gì cả. Đó là chuyện tự nhiên. Tương tự, khi chúng ta bố thí cho người nào đó, thì cũng giống vậy. Ý nghĩa của trì giới ba la mật là như vậy.
Ba la mật nghĩa là sự hoàn mỹ. Hoàn mỹ, món quà hoàn mỹ. Sự từ thiện hoàn mỹ. Đó là khi quý vị cho mà không cho. Bây giờ vì chúng ta có truyền hành vô thần sư, mỗi lần chúng ta cho gì đó, họ đều biết. Nhưng không phải như là cố ý, như muốn để người khác biết. Có lẽ mình để người ta biết, nhưng không phải để khoe khoang điều đó, hoặc để có huy chương hoặc phần thưởng đại khái vậy. Không, điều đó chỉ được làm như sự tường trình. Phần lớn những thứ chúng tôi bố thí, nhiều việc chúng tôi làm cũng không có tường trình. Kể cả những điều tôi làm, thường không có tường trình. Nhưng những việc được làm chính thức qua các hội viên của hội, thì họ có tường trình. Nếu bất cứ gì chúng tôi làm riêng, hoặc là tôi làm một mình, thì không. Chúng ta thường không tường trình điều đó, đa số không tường trình, trừ khi là những điều đặc biệt hoặc tình cờ được biết đến. Nếu chúng ta phải tặng chính thức, và người ta biết về điều đó thì không sao, cứ để vậy, chúng ta cho mà không có sự công nhận chính thức, thì cũng cứ để tự nhiên. Cả hai đều là trì giới ba la mật. Không phải như là chúng ta bám vào hình thức này hoặc hình thức khác và nói ồ không không. Phật dạy rằng ba la mật nghĩa là bố thí mà không bố thí. Nghĩa là không ai được biết đến. Cũng như trong Thánh Kinh Chúa Giêsu nói, khi bố thí bằng tay phải, đừng để tay trái biết đến. Vậy điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là quý vị bố thí nhưng giống như không bố thí vậy. Quý vị không ghi lại trong lòng, trong tâm như là ồ, tôi đã bố thí món gì đó, có phải vĩ đại lắm không? Ý nghĩa điều đó là như vậy. Đừng để ngã chấp tự đắc về nó. Bởi vì như vậy không phải là bố thí. Đó chỉ là hành động từ thiện, khoa trương. Một sự phô diễn mà không phải bất cứ thật từ tấm lòng. Tuy nhiên, chúng ta không nên luôn giấu tay trái. Về việc của tay phải, bất cứ gì, nếu tay trái biết, tình cờ biết được, thì cứ để cho biết. Và nếu tay trái không biết, thì cũng không biết. Ý của Chúa Giêsu và ý của Đức Phật là chúng ta không cố ý thổi kèn, đánh trống mỗi khi chúng ta tặng người nào một xu hay làm điều gì tốt. Ý nghĩa là như vậy. Để tự nhiên, sao cũng được. Chúng ta không bám vào hình thức này hay hình thức khác. Vì vấn đề là Phật nói rằng, khi bố thí mà không bố thí, một sự bố thí hoàn mỹ, thì quý vị có nhiều công đức hơn khi bố thí mà biết là mình bố thí. Đây chỉ là sự vật lộn về trí thức. Khi chúng ta đạt sự hoàn mỹ của phẩm chất bố thí này, chúng ta cứ bố thí. Chúng ta sẽ không nghĩ, tôi sẽ được công nhận hoặc không được công nhận. Chúng ta không để tâm việc đó có được biết đến hay không. Đó là sự hoàn mỹ. Không phải cố tình, cũng cố gắng không để ai biết. Và nếu có người đã in lên báo rồi, rồi quý vị đi mua tất cả số báo đó để không ai khác đọc thấy hành động từ thiện của mình. Không, chúng ta cứ để tự nhiên. Bởi vì chúng ta cho mà không màng dù là kết quả gì. Cho nên đó là sự bố thí hoàn mỹ. Đó là bố thí ba la mật. Đó là sự thương yêu tử tế, lòng tốt vô ngã, kèm theo với vật tặng. Bởi vì nếu chúng ta cho một cách kiêu căng như ồ, tôi bố thí cho anh ta, anh ta cần tôi, hay cô ấy túng quẫn và tôi có thể cho. Thì có lẽ đôi khi thái độ này không mấy nhã nhặn đối với người nhận. Có thể khiến họ cảm thấy thấp hèn và nhục. Trong một cách, có thể dĩ nhiên họ cảm thấy khiêm nhường rồi, rất biết ơn quý vị. Nhưng nếu chúng ta có thái độ này thì không đúng. Chúng ta cũng nên bố thí với một thái độ rất khiêm tốn, như thể chúng ta không bố thí. Như thể tự bố thí cho mình thì chúng ta không cần có thái độ này, khiến người ta cảm thấy thấp kém hơn mình, như họ phải nhận gì đó được trao cho họ từ chúng ta. Ý nghĩa là vậy. Vậy chúng ta phải nhã nhặn khi cho. Không chỉ những món vật chất chúng ta trao cho họ thôi, mà còn phải cho với tình thương, với một thái độ cảm thông và lòng tốt rất tự nhiên.
Như thế chúng ta ban cho chính mình. Có vậy thôi, chúng ta biếu tặng vì mình cảm nhận được sự đau khổ của họ, cảm nhận sự cần thiết của họ như thể mình đang cần. Như thể lúc đó mình là người nhận. Như thể lúc đó mình là người thật sự cần điều đó. Giống như khi quý vị thấy con mình bị đau, quý vị người mẹ cảm thấy như vậy. Dù quý vị không đau về thể chất, nhưng trong lòng cảm thấy rất đau. Như thể bản thân quý vị bị đau, có lẽ còn hơn vậy nữa. Bởi vì thà là mình bị đau còn hơn đứa bé bị đau. Quý vị thà nhận nỗi đau, hoặc chịu lỗi và nhận nỗi đau cho mình. Cho nên đây là thái độ chúng ta nên có. Khi thấy người khác trong cùng cảnh khổ, tương tự vậy, đó là bố thí thật sự, với tấm lòng như một người mẹ đối với con. Hãy tiếp tục. Phật nói, Tu Bồ Đề, những gì ta vừa nói về lòng tốt, Như Lai không có ý nói rằng một đệ tử khi làm việc ban tặng nên giữ trong tâm bất cứ quan niệm tùy ý nào về lòng tốt. Vì lòng tốt, nói cho cùng, chỉ là một từ ngữ và sự bố thí nên tự phát và vô ngã, thấy không? Thấy điều tôi nói không? Dường như tôi biết những gì Phật sẽ nói. Tôi chưa đọc qua trước kia. Được rồi, y như vậy. Bởi vì khi chúng ta bố thí mà vẫn còn nghĩ tôi tử tế, hoặc tôi phải tử tế, hoặc tôi phải vô ngã, tôi phải tự phát, thì nó không phải tự phát, không phải tử tế nữa. Điều đó chỉ là tự nhiên. Chỉ như hít thở không khí. Điều đó nên là thái độ của mình khi làm những điều tốt cho người khác. Như chúng ta cần không khí để thở, cho nên mình chỉ thở tự nhiên, không nghĩ mình tử tế với chính mình. Cho nên khi chúng ta bố thí cho người nào khác cũng phải nên như vậy. Đức Phật nói tiếp, Tu Bồ Đề, nếu có đệ tử nào chất đóng thất bảo cao bằng núi Tu Di và bằng nhiều núi Tu Di như đang có trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, và ban cho họ qua bố thí, thì công đức của người đó không nhiều bằng công đức của người đệ tử đơn giản tuân trì và học tập kinh điển này, và do lòng tốt từ trong tâm họ giải thích với người khác. Người đệ tử sau sẽ thu thập được nhiều ân điển và công đức hơn gấp trăm lần, gấp trăm ngàn vạn lần. Không gì có thể so sánh với điều đó. Thảo nào mọi người học kinh Kim Cang mỗi ngày. Nam mô đa đa đa. Dĩ nhiên đó là điều hay, điều tốt để học kinh điển xưa của Đức Phật hoặc vị minh sư trí huệ nào. Nhưng tốt nhất là thực hành điều đó, hiểu ý tôi không? Cho nên ý của Phật là cho dù quý vị bố thí của cải vật chất cộng lại thành vô số núi. Núi Tu Di là ngọn núi rất lớn ở Ấn Độ, vì vậy ý Ngài là cho dù bố thí nhiều như vậy, vô số của cải vật chất, nhiều như vô số núi non trong toàn vũ trụ, không chỉ trong thế gian này thôi, thì công đức của họ thậm chí còn ít hơn người nào học kinh này. Kinh Kim Cang này, và giải thích kinh này cho người khác. Chúa ơi, như vậy tôi có công đức lớn ở đây. Tôi không biết điều đó. Bằng không tôi đã đọc nó lâu rồi. Tôi không hề đọc quyển này. Ý tôi là có lẽ có đọc, nhưng không như thế này. Tôi tự đọc khi còn trẻ hơn. Bây giờ tôi mới biết tôi đã thâu tập rất nhiều công đức. Chúc mừng tôi. Cảm ơn quý vị. Cho nên ý của Phật là quý vị học giáo lý của Phật. Nhất là khi Phật vẫn còn tại thế. Vậy thôi.
và rồi ứng dụng và thực hành nó. Phải vậy, dĩ nhiên, và thậm chí giải thích cho người khác bảo họ cũng tu hành giống như vậy. Và đó là cách công đức sẽ được nhân lên. Thật ra, Phật luôn luôn nói vậy. Trong tất cả phép bố thí Pháp là bố thí cao nhất. Nhưng phải chắc chắn là chúng ta hiểu nó. Hiểu ý tôi không? Không phải chúng ta dẫn dắt người khác sai đường. Mà nếu không có chúng ta, có lẽ họ đã hiểu được tốt hơn. Không phải kiểu như là Phật nói nếu mình học kinh này và giải thích với người khác thì sẽ được nhiều công đức. Rồi quý vị vội vàng đi in rất nhiều và rồi phát cho mọi người. Được rồi. Bây giờ, ý Ngài là khi có người tuân trì và học tập kinh này và giải thích cho người khác, nghĩa là đã hiểu được rồi, đã đạt giới ba la mật này rồi, đã đạt sự hoàn mỹ của tính vô ngã, lòng tốt vô ngã. Phải, điều đó rất khó. Tuân trì và học tập và giải thích cho người khác, có nghĩa người đó đã gần như là Phật hoặc như chính Phật mới hiểu được Phật, phải không? Và đã đạt trình độ lòng tốt vô ngã được đề cập ở đây. Không phải chỉ đọc như con vẹt hoặc trì niệm như máy hát. Như vậy thì khác, cho nên phải chắc chắn là chúng ta hiểu tất cả điều đó. Đức Phật nói tiếp, đừng nghĩ, Tu Bồ Đề, rằng Như Lai, quý vị có biết Như Lai là gì không? Đó nghĩa là Phật, nghĩa là Minh Sư, Đấng Khai Ngộ. Chỉ là một danh hiệu khác, họ dùng để xưng tán Phật, người khai ngộ. Như Lai tự nhủ bên trong, ta sẽ độ chúng sinh. Đó là tư tưởng thấp kém. Tại sao? Bởi vì thật sự không có chúng sinh được Như Lai độ. Nếu có chúng sinh nào được Như Lai độ, điều đó có nghĩa là Như Lai đang giữ trong lòng. Như Lai đang giữ trong lòng quan niệm tuyệt đối về hiện tượng như tiểu ngã. Thiên hạ, chúng sinh và đại ngã. Cho nên Phật bảo Tu Bồ Đề rằng trong tâm Ngài không có quan niệm cứu độ, hóa độ người nào hoặc giải thoát ai cả. Không, thật sự là như vậy. Ngay cả khi Như Lai nói về chính Ngài, Ngài không giữ trong tâm bất kỳ tư tưởng tuyệt đối nào. Chỉ có phàm phu là nghĩ đến bản ngã như một sở hữu riêng. Tu Bồ Đề, ngay cả từ ngữ phàm phu Như Lai thường dùng cũng không hàm ý có chúng sinh nào như vậy trong tâm Ngài. Nó chỉ được dùng như một cách để nói, để diễn tả. Khi Đức Phật dạy đệ tử, Ngài phải nói đến điều gì đó theo cách họ sẽ hiểu được. Nói, có sư phụ, có đệ tử và có chúng sinh. Nhưng trong tâm Ngài, trong thâm tâm Ngài, Ngài không ám chỉ những điều đó. Ngài không nghĩ như vậy. Ngài thậm chí không cần nghĩ vậy. Ngài chưa bao giờ nghĩ như vậy. Mọi thứ tuôn chảy từ Phật, rất tự nhiên, đơn giản và chỉ đồng nhất thể với vạn vật. Rất khó để giải thích những điều này. Cho dù Đức Phật đã rất cố gắng để giải thích, nhưng tôi không chắc nhiều người hiểu được. Bởi vì quý vị phải đạt đẳng cấp của sự hiểu biết đồng nhất thể đẳng cấp của Phật thì mới hiểu được Ngài nói gì. Giống như Chúa Giê-xu, khi có người chạm vào áo Ngài và nói, ồ, Chúa đã chữa lành tôi, Ngài nói đức tin của người đã chữa lành ngươi, hoặc cha ta đã làm.
Ngài không có tâm, không ngã chấp. Không có gì để bám vào bất cứ gì, bất cứ sự kiện nào, bất cứ hiện tượng nào, bất cứ phép lạ nào, bất cứ điều phi thường nào xảy ra ở đây, hoặc trong toàn cõi vũ trụ, bất cứ nơi nào, tâm Ngài hoàn toàn không có khái niệm như vậy. Mà chúng ta nghĩ rằng nó lẽ ra phải như vậy, như thế kia, như thế này. Phật không bao giờ nghĩ gì cả. Mọi người cứ nói Phật chữa lành người này và Chúa chữa lành người kia, nhưng vị minh sư sẽ không có khái niệm như vậy trong lòng. Có lẽ Ngài nói được, phải, nhưng trong chân tâm không có chuyện Ngài tự cho rằng mình là Phật. Mình chữa lành người này, cứu độ người kia, Ngài không nghĩ vậy. Những điều này không xảy ra trong tâm của Phật, trong tâm người khai ngộ. Đức Phật nói tiếp, Tu Bồ Đề, nếu một đệ tử bố thí dò dào thất bảo đủ để đông đầy thế giới như cát trong sông Hằng, chà, đó là nhiều lắm, rất nhiều. Và nếu một đệ tử khác đã giác ngộ được nguyên lý về sự vô ngã của vạn vật và nhờ đó đã đạt được sự vô ngã hoàn mỹ, người đệ tử vô ngã đó sẽ có nhiều phước báo và công đức hơn người chỉ hành đạo vô thí. Dĩ nhiên, chúng ta biết điều này rồi, phải không? Được, tốt. Quý vị thật thông minh. Và tại sao? Đức Phật hỏi. Bởi vì Bồ Tát Mahātát không nhìn vào phước báo và công đức của họ như một tài sản riêng. Thấy không? Hai đệ tử, Ngài nói. Một trong hai người có vô số tiền bạc của cải. Và cho mãi. Như thể không ngừng bố thí. Hành thiện. Còn người kia thì đạt trạng thái khai ngộ vô ngã. Người thứ hai có nhiều công đức hơn, người bố thí vô hạn tài sản cho muôn loài trong vũ trụ. Tưởng tượng điều đó. Bởi vì một người bố thí mà vẫn nghĩ rằng mình đang bố thí. Và tuy vậy, dù sao vẫn là những thứ vật chất. Và người đạt quả vị Phật, điều đó hoàn toàn tốt hơn. Quý vị thấy không? Rồi họ được giải thoát. Và mọi quan niệm về sự khác biệt giữa tôi và anh đều biến mất. Họ đã đạt sự hợp nhất với vạn vật. Họ quán triệt nguyên lý vũ trụ. Khi đó họ sẽ phát ra ân điển, tình thương, lực lượng, công đức, đủ mọi điều mà nó sẽ được ban cho bất cứ ai có liên quan với họ. Cho dù họ không tặng cho ai một xu nào, nhưng họ ban cho lực gia trì của họ. Rồi thì có lẽ người đó thậm chí cũng được giàu có từ phước báo đó. Hiểu ý tôi không? Thí dụ, đôi khi quý vị đi gặp một vị minh sư. Chẳng hạn vị minh sư như Kabir. Ngài không có tiền, Ngài thậm chí phải đi mượn tiền. Hoặc bất cứ vị minh sư nào, các ngài không có tiền để cho quý vị. Có lẽ các ngài không cho quý vị gì cả, nhưng quý vị mang về nhà rất nhiều ân điển. Và rồi từ ân điển đó quý vị khai ngộ hơn. Sau đó càng khai ngộ quý vị càng thông minh hơn, may mắn hơn. Và rồi quý vị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng dĩ nhiên có lẽ quý vị không nghĩ đó là ân điển từ Phật đó, hoặc lực lượng minh sư đó. Có nhớ câu chuyện vui tôi kể quý vị lần trước không? Anh chàng cầu nguyện để được có một chỗ đậu xe trong giờ kẹt xe. Và đang vội vã vì có cuộc hẹn quan trọng. Anh ta đang cầu nguyện lại Chúa cho con một chỗ đậu xe. Rồi con sẽ đi nhà thờ mỗi ngày suốt cuộc đời, mỗi chủ nhật của đời con.
Rồi quyền diệu thai có một chỗ trống xuất hiện trước anh ta và anh ta nói đừng bận tâm như thưa Chúa ơi, con tìm được rồi. Đừng lo, con tự tìm rồi. Điều này rất thường, rất thường gặp. Chuyện là vậy. Quý vị thấy, một người khai ngộ cho rất nhiều cho dù Ngài không cho gì. Ngài luôn cho thật nhiều, luôn luôn, cũng như nhau. Đôi khi ta kể quý vị về thú vật, họ cũng ban phúc lộc cho người chủ hoặc bất cứ ai giúp họ. Họ cũng ban phúc lộc trong vô hình. Và rồi quý vị bỗng nhiên trúng vé số hoặc bất chợt được thăng chức mà quý vị không biết tại sao. Quý vị sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó đến từ một người khai ngộ hoặc một vị thánh mà quý vị đã giao tiếp hoặc với thú vật rất hiền từ đó. Quý vị sẽ không biết trừ phi quý vị có thần lực, trừ phi quý vị có trực giác về những điều này. Quý vị sẽ không biết. Mặc dù đôi khi chúng ta biết, quý vị biết không? Dạ biết. Rồi, tiếp tục. Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật. Cầu Bồ Tát Maha Tát không xem ân điển và công đức của họ như tài sản riêng. Nghĩa là gì? Bây giờ ông đặt câu hỏi. Cho nên Đức Phật đáp, vì những phước báo và công đức đó chưa bao giờ được mưu cầu do bất kỳ lòng tham muốn gì bởi các Bồ Tát Maha Tát, nên trong cùng tinh thần đó họ không xem chúng như một tài sản riêng mà là tài sản chung của mọi loài vật, của mọi chúng sinh. Phải, điều đó đúng. Một người đã là thánh, đã đạt quả vị thánh hoặc là quả vị Phật, Bồ Tát Maha Tát nghĩa là đại thánh nhân trong tiếng Phạn. Rồi, vị đại thánh sẽ không bao giờ cầu công đức. Phước báo hoặc tài sản trong bất kỳ trường hợp nào. Vì vậy, cho dù có, Ngài không hề bận tâm điều đó trước tiên. Cho nên Ngài xem điều đó là tài sản chung cho mọi người dùng. Vì vậy, nếu Ngài có bất cứ gì, Ngài chia sẻ miễn phí. Ngài không bao giờ muốn giành những điều này. Và Ngài không bao giờ cho rằng điều đó có quan trọng gì đối với Ngài. Cho nên nó không là gì cả. Ngài có hay không có nó cũng vậy thôi. Cho nên khi Ngài có nó thì cũng giống như thể là không có vậy. Và Ngài dùng nó chỉ để lợi ích người khác hoặc là bản thân, gia đình, bất cứ gì cần thiết, Ngài sẽ dùng nó. Ngài không suy tính, nắm giữ, tích trữ và để dành nó. Đó không phải là phẩm chất của thánh nhân ở mọi trường hợp. Nếu có ai như vậy, quý vị biết họ không là thánh nhân. Tiền định Ba La Mật, Pháp Thiền Vĩ Đại, ngày 9 tháng 1 năm 2009, tại Pháp. Quý vị được phép chọn nghe Phật giảng về thiền định hay chọn một chuyện đơn giản. Ai thích Phật và thiền định đưa tay lên. Ai thích nghe chuyện cũng là chuyện đạo đức đưa tay lên. Bằng nhau phải không? Bằng nhau. Cho nên nini mini no no na na mo. Chuyện Phật từ Đức Phật. Phật thắng. Đây là một đoạn trong Kinh Kim Cang. Phật giảng về vài điều. Trước tiên là bố thí. Và rồi thứ hai là trì giới. Và rồi thứ ba là nhẫn nại, sức chịu đựng. Và thứ tư là thiền định. Và thứ năm là trí huệ. Mọi người thoải mái không? Nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Gia ấm cúng, ngồi đây cũng được, phải không?
cũng tốt, còn có cả lò sưởi nữa. Có một ít củi giả đó, quý vị thấy không? Có lẽ giống Canada. Quý vị giờ cảm thấy như nhà phải không? Phải rồi, có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể đốt lửa. Tôi thật không biết làm sao, trông như có lẽ dùng khí đốt và rồi làm cho nó sáng lên, trông như lửa thật, nhưng tôi không nghĩ là lửa thật. Có lẽ đây không phải là ống khói thật gì cả, chỉ để trưng bày tôi thích ống khói, tôi thích lò sưởi và vân vân. Nhưng những lúc này không có thời giờ. Quý vị có xem tin hôm nay, tin mới bay sang không? Thưa, có xem một chút. Có một tin rất hay hôm nay. Họ nói Quốc hội Liên hiệp Âu Châu tán thành loại dinh dưỡng không thịt. Phải, thật hay, ta phải nói với quý vị. Họ có một cuộc họp và đại khái như họ đã đồng ý. Theo như tất cả bằng chứng cho thấy giảm thịt là cắt giảm lượng khí mê tan, cắt giảm ô nhiễm và chặn đứng khí hậu thay đổi. Cho nên họ đang cứu xét lại những trợ cấp cho kỹ nghệ thịt. Trước kia họ luôn luôn trợ cấp cho kỹ nghệ thịt. Quý vị biết điều đó, phải không? Bằng không bánh mì burger thay vì giá 1 Mỹ Kim sẽ là 30 Mỹ Kim hoặc đại khái vậy. Phải, mọi tiền thế của quý vị đi vào loại bánh mì burger đó. Hay thịt burger bò cho nên nó rẻ như vậy. Quý vị có bao giờ tự hỏi sao burger rẻ như thế không? Do được trợ cấp, phải trợ cấp từ chính phủ. Và từ đâu chính phủ có tiền? Từ chúng ta, từ người dân, tiền túi quý vị, phải thuế. Và rồi mọi người nghĩ, ô quá rẻ, mọi người đến tiệm bánh mì burger và thịt bò burger bò để ăn. Và tất cả tiền quý vị trả suốt thời gian đó mà quý vị không biết. Dĩ nhiên quý vị biết, không, quý vị không biết. Không thật sự biết, không thật sự biết. Được, không sao, quý vị ăn tiền của quý vị. Quý vị đang ăn không phải bánh mì burger, đó là từ tiền của quý vị. Rồi mọi người nghĩ, ôi chào, rẻ quá. Mọi hệ thống thức ăn nhanh quá rẻ, thật rẻ. Và mọi người thích bởi vì nó rẻ. Nhưng nó không rẻ. Trước tiên nó đến từ trợ cấp. Tức là tiền túi của quý vị hoặc túi tiền của cha mẹ quý vị hoặc ông bà của quý vị hay gì đó, tiếp nối. Và rồi sau đó, sau khi ăn những thứ đó, quý vị cũng bị bệnh. Và rồi cũng lại là tiền của quý vị đi bệnh viện. Và dù miễn phí ở bệnh viện hay không miễn phí, như nhau. Miễn phí thì là từ tiền thuế của quý vị. Không miễn phí cũng từ tiền túi của quý vị. Cả hai đều đến từ tiền túi, túi của quý vị. Bây giờ quý vị biết mọi việc rồi. Cho nên khi thấy tình đó, tôi nhảy quanh như trẻ nhỏ. Tôi vừa cười vừa khóc cùng một lúc. Đó không phải là một bước lớn lắm, nhưng là một bước. Tôi không tin nổi chúng ta sống để thấy ngày đó. Ý tôi là Quốc hội Âu Châu là một cơ quan lớn mạnh. Đúng không? Không phải chỉ quý vị và tôi. Tôi thật vui mừng, tôi cười và khóc và rồi như trẻ thơ nhảy quanh. Tôi thật mừng quá. Rồi chó của tôi rất lo, không hiểu tại sao. Mấy chú chó đến quanh tôi, vây quanh tôi, nhảy quanh tôi nữa và hôn tôi khắp mọi nơi. Họ như là khóc với tôi. Họ khóc bởi vì thấy tôi khóc. Tôi thật mừng quá, cho nên tôi phải nói với họ, không không, đừng lo, tôi chỉ vui mừng. Mọi sự không sao, tôi vui thôi. Bởi vì những chú chó lo lắng, họ đều nhảy quanh, khóc, than. Và hôn tôi khắp mọi nơi. Nước dãi khắp mình tôi. Tôi nói không, tôi chỉ vui mừng, đừng lo, đừng lo. Và rồi họ đều bình tĩnh lại. Họ chưa hề thấy tôi như vậy, tôi nghĩ. Thỉnh thoảng chúng ta có một số tin vui đáng để mừng. Mỗi ngày chúng ta đều có tin vui và một số tin để làm động cơ khích lệ quý vị làm việc cho thế gian. Cho nên quý vị nên xem. Hãy nói về trí huệ của Phật ở đây. Trong Kinh Kim Cang, có một đoạn Đức Phật giảng về thiền định Ba La Mật.
nghĩa là pháp thiền vĩ đại, thiền định thật. Ở đây khi quý vị thiền không phải là thật. Quý vị hiểu ý tôi không? Nói về thiền định của Phật, lúc đó Tu Bồ Đề là một đại đệ tử của Phật, cho nên khi ông hỏi điều gì là có ý nghĩa gì đó để hỏi. Cho nên ở đây Tu Bồ Đề thỉnh giáo Đức Phật, hỏi rằng giả sử một thiện nam tín nữ phát tâm để đạt A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, họ phải trụ tâm như thế nào? Họ làm thế nào để hàng phục tâm loạn động và lòng ham muốn? Quý vị muốn biết điều này đúng không? Phải. Cho nên Đức Phật trả lời Tu Bồ Đề. Phật nói, Tu Bồ Đề, bất cứ thiện nam tín nữ nào phát tâm tập trung đầu óc để cố gắng giác ngộ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên trân giữ một ý tưởng duy nhất, ấy là khi ta đạt trí huệ cứu cánh viên mãn này, ta sẽ độ tất cả chúng sinh vào cõi an bình vĩnh cửu. Đó là ý tưởng duy nhất mà người đệ tử thành tâm phải giữ trong đầu lúc tọa thiền để lắng tâm. Đó là điều Phật nói. Tối nay hãy thử xem quý vị biết A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là gì không? Đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật tánh cao nhất. A Nậu Đa La vô thượng Tam Miệu Tam Bồ Đề là Phật tánh cao nhất, Thượng Đế toàn năng, trí huệ tối cao. Bây giờ khi tọa thiền, chúng ta tập trung tinh thần, phải giữ trong đầu một ý tưởng duy nhất, đó là khi tôi đạt được trí huệ cứu cánh viên mãn này, tôi sẽ độ tất cả chúng sinh vào cõi Niết Bàn an bình vĩnh cửu. Niết Bàn an bình vĩnh cửu, cực lạc, thiên đàng cao nhất. Giờ chúng ta có thể làm vậy không? Quý vị có ý tưởng này trong tâm khi thiền không? Không. Quý vị có gì? Chỉ suy nghĩ những ý tưởng hàng ngày. Ý tưởng hàng ngày. Dạ. Còn quý vị thì sao? Dạ, đại khái cũng vậy. Đại khái cũng vậy. Ai có giống như cô ta đưa tay lên? Điều đó khác. Được, tôi hiểu. Không, ý nói, ý tôi không phải nói khi đó quý vị suy nghĩ miên man. Điều đó có. Ý tôi là động cơ của quý vị, động cơ tu thiền của quý vị là để giúp đỡ chúng sinh, phải không? Để giúp mọi người khác, phải không? Ít nhất là giúp chính mình, giúp chính đời, năm đời. Nhưng còn tốt hơn nữa là giúp toàn thể nhân loại, toàn thể chúng sinh hữu hình và vô hình. Thậm chí ngày nay còn bảo vệ môi sinh nữa. Nhưng trong thời của Đức Phật, Ngài cũng đã đề cập rằng chúng ta phải bảo vệ môi sinh. Vậy, nếu chúng ta, người tu hành, có thể trân giữ lý tưởng rất cao này như được, tôi tu hành để có thể cứu độ tất cả chúng sinh, thì sẽ rất tuyệt. Lúc đó, mặc dù quý vị chưa biết toàn bộ Phật tánh, quý vị đã có thái độ của một vị Phật, giống như một vị hoàng tử vẫn còn nhỏ. Vua cha vẫn còn trên ngai vàng, nhưng anh ta phải biết rằng có một ngày anh ta sẽ nối ngôi cha, ngồi trên ngai vàng đó và chăm sóc cả vương quốc. Anh ta phải biết điều đó rồi. Anh ta phải có động cơ này trong tâm. Tương tự, một người tu hành phải có động cơ này, lý tưởng cao cả nhất trong tâm, rằng một ngày nếu tôi thành Phật
tôi sẽ giải thoát tất cả chúng sinh. Cứu độ. Độ nghĩa là giải thoát họ, giúp họ đạt được niết bàn an bình vĩnh cửu. Nếu mục đích và lời nguyện này thành tâm, thì tất cả chúng sinh đã được độ rồi. Và tuy vậy, tu Bồ Đề, nếu giác ngộ toàn bộ chân lý, người ta sẽ biết rằng không có một chúng sinh nào từng được độ cả. Dĩ nhiên đây là Kinh Kim Cang. Với tất cả Phật tử không thật sự tu thiền hay tọa thiền, với họ đây là loại kinh tối thượng, những bài thuyết cao nhất của Đức Phật. Và họ rất tôn kính kinh điển này, quyển kinh, kinh thánh. Và có người thậm chí để kinh này lên bàn thờ với nhang đèn, hoa quả và lại kinh mỗi ngày. Và Phật nói rằng nếu mục đích và lời nguyện như lời nguyện độ chúng sinh, mục đích và lời nguyện của mình là thành tâm, nghĩa là quý vị thật sự thành thật trong lời nguyện, thật sự muốn độ tất cả chúng sinh, thì tất cả chúng sinh đã được độ rồi. Chỉ bởi động cơ và thành ý của quý vị. Chúa ơi, phải, Ngài giảng, nhưng rồi nếu giác ngộ toàn bộ chân lý, thì người đó, người tu hành, sẽ biết rằng không có chúng sinh nào được độ. Phật hỏi, và tại sao vậy, tu Bồ Đề? Bởi vì nếu Bồ Tát Ma Ha Tát, nghĩa là Đại Thánh Nhân, giữ trong tâm bất kỳ khái niệm gì, như tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thời không thể được gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Và điều đó nghĩa là gì, tu Bồ Đề? Điều đó nghĩa là không có chúng sinh để độ. Và không có tự ngã để có thể bắt đầu phát tâm đạt A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác của quả vị Phật. Quý vị có thật sự hiểu Ngài nói gì không? Có ai hiểu không? Không à? Giả sử người Úc đã đến đây để chết hôm nay. Nhưng họ nói không, họ không đến nơi đây để chết hôm nay. Vậy thì họ đến đây để sống. Bây giờ, giả sử anh bạn này đã đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì có lẽ có người tin anh ta và thọ pháp từ anh ta. Và rồi họ ngồi đó và thấy anh ta với hóa thân của Phật và vân vân. Và thấy người bạn Úc dẫn mình đến cõi Phật và đi thăm nơi này, nơi nọ, nơi kia cùng một lúc. Quý vị có nghĩ vị Phật Úc sẽ nghĩ cùng một cách như đệ tử của anh ta không? Có hay không? Dạ không, được, quý vị hiểu một chút. Nhưng tại sao không? Anh ta đuôi mù cầm điếc hay sao? Tại sao anh ta không biết những gì đệ tử biết? Nói tôi nghe, có ai biết? Bởi vì anh ta biết rằng người đệ tử có thể được khai ngộ bởi anh ta hay bởi chính họ. Và người đệ tử nghĩ rằng anh ta là người khai ngộ cho họ. Không, không phải vậy. Không, không. Quý vị hiểu rồi chút, nhưng không phải vậy. Dĩ nhiên, không phải vậy. Đó có nghĩa là khi quý vị đã đạt quả vị Phật, quý vị không còn ngã chấp như cách chúng ta có trong kiếp người. Hiểu ý thôi không? Giống như tôi làm điều này, làm điều kia. Tôi giúp anh ta khai ngộ, tôi giúp cô ta khai ngộ. Nhưng khi thành Phật, quý vị không còn cái tôi nữa. Cho nên quý vị không có kiểu như văn phòng ghi danh.
Giống như ở trung tâm đây, chúng ta có văn phòng ghi danh, mọi người đến, ghi danh xuống và nói, được rồi, hôm nay tôi đến, ngày mai tôi đi. Cho nên trong tâm của Phật, không có những chúng sinh đến và đi. Qua bước sống của sự hiện hữu của Ngài, cho dù họ đến và đi, Ngài là một với tất cả họ. Do đó, Ngài có thể đau khổ với họ và có thể vui vẻ với họ. Tuy nhiên, điều đó không có Ngài và không có họ. Rất khó cho quý vị hiểu nếu chưa đạt đến đẳng cấp đó. Bởi vậy, Lão Tử nói, đại trí như ngu. Lý do là người vô minh cũng không biết điều gì đang xảy ra với người lân cận. Và Phật không còn ngã chấp để ghi nhận điều gì đang xảy ra với người lân cận. Nhưng qua Ngài và bởi Ngài, mọi việc xảy ra nhưng Ngài không có ngã chấp. Để nói ta là Phật, ta đã làm phép lạ như vậy như kia, và ta có thật nhiều ánh sáng quanh ta, và ta sẽ khai ngộ cho họ. Dù Ngài làm vậy, nhưng Ngài không bao giờ có ý niệm trong tâm là ta làm điều này điều kia. Quý vị hiểu không? Giống như Chúa Giêsu nói, không phải ta làm, đó là cha ta đã làm. Bởi vì Ngài không còn ngã chấp gì nữa. Rất khó cho mọi người hiểu tại sao có người làm việc gì đó mà không biết về điều đó và không ghi nhận, không nhận công lao và không tuyên bố rằng tôi đã làm. Quý vị hiểu không? Nhưng Phật là như vậy, Chúa là như vậy, các đấng tiên tri là như vậy. Các ngài không ghi nhận bất cứ gì giống như vậy. Các ngài không có ngã chấp để tuyên bố rằng ta là người giúp quý vị, ta là người khai ngộ cho quý vị. Các ngài không có tâm phân biệt giữa họ và chúng sinh. Do đó, các ngài có thể độ hằng hà sa số chúng sinh. Nhưng các ngài không hề có khái niệm trong tâm rằng ta đã độ 1.000.000 người lên Niết Bàn. Quý vị hiểu ý tôi không? Không phải Phật trở thành vô minh lại. Không phải vậy. Chỉ là người vô minh không hiểu. Và Phật không có tâm để hiểu khái niệm về tôi và anh và mọi người khác này. Dĩ nhiên khi Ngài ngồi đây nói chuyện, ví dụ, với đại chúng thì Ngài sẽ nói, được rồi, ta và ngươi, nhưng đó chỉ là đẳng cấp vật chất. Ở những đẳng cấp khác, Ngài làm vô số việc, những điều phi thường. Nhưng suốt thời gian đó, tâm của Ngài không bao giờ cho rằng Ngài làm. Bởi vì không còn biên giới giữa Ngài và người khác nữa. Trong loại cảnh giới tâm thức đó. Hiểu không? Được. Tốt. Bởi vậy rất khó để hiểu được. Từ quan điểm trí thức, những gì Phật đang nói đây, trừ phi quý vị đã thành Phật. Dù tôi đã giải thích cho quý vị, nhưng đây là vẫn còn nằm trong cảnh giới trí thức. Không phải thể nghiệm thật mà quý vị đã thể nghiệm. Hiểu ý thôi không? Được rồi. Một số quý vị đã thể nghiệm những phép lạ, phải không? Quý vị luôn cảm ơn tôi. Thưa Sư Phụ, cảm ơn Ngài đã cứu mạng con. Cảm ơn Sư Phụ đã ngưng tai nạn. Cảm ơn Sư Phụ đã đạp thắng xe kịp lúc, vân vân. Nhưng tôi không có ghi nhận gì về các điều này. Do đó, nếu quý vị nói với tôi, thì đó là lần đầu tiên đầu óc tôi biết về điều đó. Não bộ tôi được nghe về điều đó. Quý vị hiểu không? Bởi vì điều gì đã được thực hiện? Nó đã được thực hiện ở một cảnh giới khác. Không phải cảnh giới của trí thức. Không phải cảnh giới của đầu óc. Để đầu óc có thể hiểu và ghi nhận. Giống như hôm qua tôi đi mua sắm, hôm nay tôi lái xe. Và rồi hôm qua tôi về nhà. Không phải như vậy. Đây là chức năng của đầu óc. Và thậm chí trí thức, cảm xúc hoặc sự hiểu biết. Kiến thức trần gian đều là từ cảnh giới trí thức, từ đầu óc và chỉ từ não bộ.
Mọi điều khác đầu óc không hiểu được. Đầu óc không ghi nhận được. Và ở đẳng cấp của Phật, Phật Bồ Tát, Kitô, tiên tri Mohammed, chẳng hạn Minh Sư Nanat, Minh Sư Kỳ Na Giáo, các ngài hoạt động ở đẳng cấp đó, bên trên đầu óc, bên trên trí thức, bên trên não bộ. Do đó, các ngài không bao giờ nhận công lao, quý vị hiểu không? Bởi vì ai là người nhận là ngã chấp nhận công lao. Đầu óc ghi nhận điều gì đó quý vị đã làm rồi nói, tôi đã làm điều đó, tôi đã ăn viên kẹo hay gì đó. Và đầu óc sẽ biết, sẽ ghi nhận. Vị giác sẽ nói với não bộ, được, bà ta đang ăn kẹo, hoặc bà ta ăn bánh pizza, hoặc bà ta đang uống nước hay gì đó. Nhưng bên trên đẳng cấp đó, không đầu óc nào hiểu được, không đầu óc nào đạt đến. Do đó, Phật độ vô số chúng sinh, nhưng không có chúng sinh nào được độ. Bởi vì như vậy, bởi vì không có sự ghi nhận nào ở đẳng cấp của nhục thể này. Đó là như vậy. Ít nhất là quý vị hiểu, phải không? Dạ. Cho nên nếu quý vị đã được tâm ấn, chúng ta làm việc từ một đẳng cấp khác. Quý vị hiểu không? Cho nên mỗi khi chúng ta ở trong nhục thể này, và quý vị hỏi tôi, thưa sư phụ, xin cho con chút thức ăn gia trì, xin gia trì mắt trí huệ con, và xin làm điều gì đó cho con. Tôi nói được, được. Tôi cố gắng làm điều đó. Nhưng ngay cả khi làm vậy, tôi không có ý niệm rằng tôi làm điều đó cho quý vị. Và quý vị là người có lẽ sẽ nhận được. Nhưng rồi nếu là vật chất, thì quý vị có thể biết. Ví dụ quý vị nói, dạ, thưa sư phụ, xin chữa lành tay cho con, tay con bị gãy, rồi ngày mai nó không còn gãy nữa. Thì quý vị sẽ cảm thấy, ồ, sư phụ đã làm điều đó. Nhưng những điều khác, nếu không phải vật chất, thì cho dù quý vị hiểu được, quý vị phải ở một đẳng cấp khác để cảm nhận. Bằng không, quý vị không biết. Phật tiếp tục nói, Tu Bồ Đề, ngươi nghĩ sao? Khi Như Lai ở bên Phật Nhiên Đăng, ngài có khái niệm gì về Pháp, nghĩa là giáo lý chân chính, như sẽ đảm bảo sự chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, theo trực giác không? Tu Bồ Đề nói không, 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 bạch Đức Thế Tôn. Vì con hiểu những gì ngài đã nói với chúng con. Khi Đức Phật ở cùng với vị Phật khác, Phật Nhiên Đăng, ngài không có khái niệm về Pháp, nghĩa là giáo lý chân chính, như sẽ đảm bảo sự chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, theo trực giác. Bây giờ, ngay cả trực giác ở trong cảnh giới của tâm lý, giác quan thứ sáu, giác quan thứ sáu vẫn là một giác quan. Vì vậy, đôi khi chúng ta nói, ồ, con cảm thấy như sư phụ đã giúp con hôm qua. Con cảm nhận ngại đó, nhưng đó vẫn chỉ là trực giác. Quý vị thấy không? Để có thể thật sự thấy Phật hoạt động, trong cảnh giới Phật, quý vị phải cao hơn trực giác, thậm chí mới có thể hiểu hoặc thấy được. Nhưng rồi bên trên tất cả cảnh giới đó, quý vị không thấy gì nữa. Vì đầu óc không có đó để thấy, trí não không có đó để nhận thức. Và ở cảnh giới linh hồn, chúng ta gần như giống nhau, đồng nhất thể với nhau. Cho nên không có tôi làm cho quý vị. Hoặc là quý vị nhận gì từ nơi tôi. Chúng ta như là một. Chúng ta làm điều đó. Chúng ta là những cá thể. Không phải họ nhập vào với nhau và biến mất. Tất cả trong một khối. Không phải như vậy. Nhưng rồi chúng ta không có cảm giác phân cách. Chúng ta không cần đầu óc để nhận thức sự khác biệt giữa mình với nhau. Chúng ta không có đầu óc để biết rằng, được rồi, người kia đã làm điều gì cho những người khác. Không phải giống như trong nhục thể này. Mọi sự đều thật rõ ràng. Tôi bắt tay quý vị biết. Tôi cho quý vị một viên kẹo, quý vị nhận được. Cho nên cảnh giới vật chất là hoàn toàn khác với cảnh giới tâm linh. Cho nên khi Phật ở cùng với một vị Phật khác ở đây, có lẽ khi Ngài đang học hỏi, Ngài đang nói về việc khi Ngài còn là đệ tử của một vị Phật khác.
khi Ngài còn chưa thành Phật. Cho nên Ngài không có ý niệm rằng Ngài sẽ đạt Phật tánh cao nhất bằng trực giác. Quý vị thật sự hiểu không? Dạ hiểu, tuyệt vời, quý vị thật thông minh. Dù sao cũng cảm ơn quý vị, ít nhất tôi cảm thấy như việc làm của tôi có kết quả. Chúng ta thậm chí chưa được nửa đường nữa. Chúa ơi, tôi sẽ đọc nhanh như vậy. Có nhớ lúc chúng ta có một đại nhạc hội từ thiện đâu đó ở LA không? Có một người, ông đạt kỷ lục Guinness về nói nhanh. Ông là người nói nhanh nhất. Người này con nhớ đó là Mochita. Mochita. Rồi sau đó ông thậm chí truyền pháp đó cho nữ tài tử cũng cùng phụ trách hôm đó. Debbie Renon. Cô ta cũng nói rất 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 nhanh. Tôi thật ngạc nhiên. Thật dễ dàng để học nhanh như vậy. Bây giờ hãy thử. Đức Phật rất hài lòng với điều này và nói là người nói đúng tu Bồ Đề. Nói thật tình thì không có khái niệm gì về Pháp như... Quý vị hiểu ta nói gì không? Không, quá nhanh hả? Quá nhanh. Chúng ta quay bằng lại. Đó là Đức Phật rất hài lòng với điều này và nói người nói đúng tu Bồ Đề. Nói thật tình thì không có khái niệm gì về Pháp như thế. Nếu có, thì Nhiên Đăng Phật đã không tiên đoán rằng ở một lai kiếp, ta sẽ đạt được quả vị Phật dưới danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là khi Ngài chưa thành Phật Thích Ca. Ngài là đệ tử của Phật Nhiên Đăng. Bây giờ, điều này có nghĩa là gì, Tu Bồ Đề? Phật cứ hỏi tiếp. Có nghĩa là những gì ta đạt được. Không phải là điều gì hạn hẹp. Và không nhất định. Có thể gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mà là quả vị Phật. Có tinh hoa giống hệt như tinh hoa của vạn vật. Và thuộc vũ trụ không thể tưởng tượng. Không thể lãnh hội. Phải, đó là điều tôi tin. Không thể hiểu được. Đây là một vấn đề. Khi quý vị cố gắng mang một điều trừu tượng như Phật tánh và cố gắng viết thành sách, diễn tả thành lời, thành ngôn ngữ lạnh lẽo, tẻ nhạt của loài người, thì nó trở thành tất cả như vậy, buộc lại tất cả, và chúng ta có thể đọc. Đức Phật phi thường. Bất khả tiên nghị đến nỗi Ngài thậm chí mang điều đó vào lời nói. Và rồi quý vị phải nhớ là sau khi phiên dịch, không còn bao nhiêu dây buộc sót lại. Có lẽ là một loại dây khác. Cũng thuộc vũ trụ. Hãy tin điều này bất cứ là gì. Ngài nói nó thuộc vũ trụ, không thể tưởng tượng và không thể lãnh hội. Là như vậy, đó là Phật tánh. Bây giờ quý vị không thể nói quý vị không biết Phật tánh là gì nữa. Đức Phật đã nói với quý vị rồi, hiểu chưa? Không thể hiểu. Được rồi, đó là như vậy. Có một thiền sư Đại Hàn rất dễ thương. Ông ta dạy nơi nào đó, Hoa Kỳ, một nơi gần tiểu bang Nữ Ước. Ông ta luôn dạy người ta bất cứ gì, cũng cứ không biết, vậy thôi. Một lời không biết. Bất cứ điều gì quý vị không hiểu, không biết. Bất cứ cái gì quý vị ao ước, nói thẳng, không biết. Chỉ một chữ, không biết. Và đó là một liều thuốc tổng quát cho mọi điều. Dành cho đệ tử của ông. Ý của ông là dù gì quý vị cũng không thể hiểu được những điều thật. Hiện tượng chúng ta có thể thấy giống như à, anh chàng này đang yêu cô kia. Có lẽ đó là hiện tượng vật chất. Chúng ta có thể thấy và nhận thức và tính toán bằng đầu óc, nhưng sự thật không phải luôn như vậy. Có thể họ đã là kẻ thù trong quá khứ và bây giờ họ đến với nhau để va trả. Đền bù.
hóa giải thù hận giữa họ với nhau. Hoặc họ có thể đã nợ với nhau và bây giờ phải trở lại với nhau. Có lẽ như người yêu hay vợ chồng, có lẽ trong thời gian lâu hoặc cả đời, hoặc có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn tùy theo họ có bao nhiêu nợ nần phải trả. Cho nên đôi khi người chồng trả xong rồi, dứt nợ rồi anh ta phải đi, hoặc muốn đi và người vợ nói, ồ, anh ta không chung thủy với tôi, anh ta bỏ tôi đi. Chẳng hạn như vậy. Cho nên đối với bất cứ gì trong đời, làm theo vị thầy đại hàng đó cũng không tệ. Ông ta là một nhà sư đại hàng, chuyện gì cũng cứ không biết. Điều gì giải thích được hay không giải thích được, cứ nói thẳng, không biết, ông ta nói vậy. Chúng ta thật sự không biết. Không phải như chúng ta thật sự biết điều gì, biết không? Không. Ngay cả Phật tánh, ông nói không biết. Không thể hiểu được. Không thể lãnh hội. Đã lâu rồi từ khi đọc Kinh Kim Cang. Tôi đọc lúc còn nhỏ, lúc 20 tuổi hay gì đó. Và tôi tôn kính kinh này như một bảo vật. Bởi vì các vị sư thầy của tôi nói với tôi rằng đây là kinh tối cao trong mọi kinh điển, con phải tôn trọng nó. Rồi con sẽ hiểu mọi điều. Rồi con sẽ được giải thoát. Rồi con sẽ là một Phật tử tốt. Cho nên tôi đọc. Đọc rất nhanh bởi vì kinh rất dài. Tôi đọc nhanh hơn bây giờ, dĩ nhiên. Buổi sáng tôi không có nhiều thời giờ, do đó các nhà sư, họ giữ nhịp bằng cách gõ mõ. Rồi họ còn đọc nhanh hơn Moschita nữa. Người đạt kỷ lục thế giới về nói nhanh. Và các vị Phật đã thuyết giảng nhiều quyển kinh như vậy. Và kinh điển đều quý báu, theo lời của các sư thầy của tôi lúc đó. Nhưng họ chỉ cho quý vị một lần, một quyển. Bởi vì nếu họ cho quý vị tất cả một lần, quý vị sẽ không nghĩ là quý báu nữa. Bây giờ chúng ta tiếp tục với bài này. Rất ngắn, chỉ một trang rưỡi. Và giải trí. Bây giờ Đức Phật tiếp tục nói. Tu Bồ Đề, giả sử vẫn còn một đệ tử quả quyết rằng Như Lai có một số ý nghĩ về Pháp bảo đảm Ngài trong việc tìm đạt A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Phải hiểu, Tu Bồ Đề, rằng Như Lai thật sự không có ý nghĩ về Pháp bảo đảm Ngài trong việc tìm đạt A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Bây giờ quý vị hiểu phải không? Quý vị biết Như Lai là gì không? Đó là Phật, nghĩa là Phật cũng giống nhau. Chỉ là một trong những danh hiệu của Phật. Như đôi khi quý vị nói với Thượng Đế, ồ, Thượng Đế, đấng toàn năng, đấng từ bi, vô sở bất tại, vô sở bất tri, danh hiệu khác nhau, thì Như Lai nghĩa là Phật. Cho dù có người nào đó, một số đệ tử của Phật tuyên bố rằng Đức Phật có một pháp môn khai ngộ, giống như chúng ta nói Pháp Quán Âm chẳng hạn, và Đức Phật biết chính xác đó là pháp môn. Thật ra đó chỉ là một cách nói, nhưng không có pháp môn, phải không? Khi quý vị thọ tâm ấn, tôi có nói pháp gì không? Không có, thật sự không. Do đó, cho dù chúng ta phải nói như vậy, nói là tôi có một pháp Quán Âm cho quý vị rồi quý vị có thể trở nên khai ngộ, nhưng không phải như kiểu toán học 2 cộng 2 là 4 và rồi quý vị sẽ thành Phật. Đó là 6. Không phải vậy. Thật sự không phải vậy. Tương tự, trong quả vị Phật hay bất cứ gì khác, nó là như vậy. Nó là điều gì đó vốn không phải cho đầu óc hiểu được. Cho nên lúc cậu tâm ấn, chúng ta chỉ ngồi với nhau. Hoặc tôi thậm chí không ngồi với quý vị, tôi ngồi ở nhà, có thể tôi thậm chí đang nấu ăn cho truyền hình Vô Thượng Sư vào lúc đó. Không phải kiểu như, được, tôi có pháp môn chân chính trên giấy trắng mực đen, là sẽ bảo đảm quý vị được khai ngộ. Nhưng quý vị được khai ngộ giống vậy. Nhưng trong lúc đó thật sự không có pháp môn. Chúng ta nói Pháp Quán Âm nhưng không có pháp môn, phải không? Đó chỉ là lực lượng vũ trụ làm việc giữa chúng ta.
hoặc bên trong chúng ta. Một khi chúng ta đồng ý hòa trở vào bên trong mình, thì lực lượng vũ trụ sẽ làm việc qua vị minh sư, hoặc Phật, hoặc Chúa, hoặc Đấng Tiên Tri chẳng hạn. Có vậy thôi. Toàn bộ sự việc là tương tự. Như không có quan niệm về quả vị Phật, không có quan niệm về sự chứng đắc, khai ngộ và mọi việc đó, không phải là quan niệm mà chúng ta có thể giải thích bằng ngôn ngữ trần gian. Đó là điều Ngài muốn nói. Không phải quan niệm người ta nghĩ trong tâm trí rằng, nhân loại nghĩ rằng, ok, khai ngộ là như vậy, khai ngộ phải như vậy, Phật tánh là như thế, hoàn toàn không và không. Do đó, sau khi Phật thuyết pháp nhiều năm, nhiều thập niên, và Ngài hỏi đệ tử, ta có thuyết gì không? Và Ngài nói, không, không, Như Lai không hề thuyết gì cả. Biết bao nhiêu kinh điển không thể hiểu nổi. Tuy vậy, Ngài nói, Ngài không hề nói gì cả. Bởi vì Phật thật sự không hề nói gì cả. Phật không hề nói gì cả. Nhưng Thích Ca Mâu Ni có nói điều gì đó. Phật tánh không cần nói gì cho Phật tánh nào cả. Nhưng đầu óc cần nghe. Cho nên có lẽ Phật giải thích điều này cho đầu óc của đệ tử để giải khuây sự hiếu kỳ của họ. Làm dịu đầu óc của họ, giúp họ hiểu đôi chút về mặt trí thức. Như vậy họ để yên cho linh hồn. Và rồi chúng ta có thể đi vào chính mình, nhớ lại chính mình. Và trở về tự tánh bên trong của mình. Không bị ngăn trở của đầu óc, không có sự rắc rối của đầu óc. Ta thật sự phục người nào dịch bài này. Bởi vì họ nhất định có nhiều khó khăn. Với từ ngữ tiếng Phạn và tiếng Anh. Và tất cả những Phật tánh không thể hiểu ở đây. Mà họ có thể chuyển dịch điều này đã là phi thường rồi. Và đôi khi họ thậm chí không dịch trực tiếp từ Phạn ngữ của Phật. Từ nguyên bản, có lẽ họ phiên dịch từ tiếng Tích Lan. Có lẽ từ tiếng Trung Hoa. Hoặc có lẽ từ tiếng Âu Lạc Việt Nam, hay tiếng Đại Hàn, hay thậm chí tiếng Nhật, từ nhiều thế hệ. Này Tu Bồ Đề, Phật nói tiếp. Quả vị Phật mà Như Lai đạt được, cũng giống như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và cũng không giống. Giống và không giống như ta là ta và ta không phải là ta. Hay. Thật sự giống như công án. Quý vị không thể nói rằng quý vị không tu thiền ở đây. Chúng ta thật sự rất thiền ở tại đây. Giống nhưng không giống. Đây chỉ là một cách khác để nói rằng hiện tượng của vạn vật là một trong chân như. Với quả vị Phật và A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và điều đó không phải thật, cũng không phải hư. Mà ở cùng với mọi hiện tượng trong hư không và tĩnh lặng. Không thể hiểu được, không thể lãnh hội. Lại nữa. Trong trường hợp đó, chúng ta không để tâm. Nếu không thể hiểu thì bận tâm làm gì? Sau cùng cũng không thể hiểu. Tu Bồ Đề, do đó ta nói rằng Pháp, nghĩa là giáo lý chân chính của vạn vật không thể nào được gói ghém trong bất cứ khái niệm hay hiện tượng nào. Bất kể quan niệm đó bao quát đến đâu. Bởi vậy nó được gọi là Pháp, chân Pháp. Và tại sao không có điều gì là Pháp cả? Là thế. Vậy bất cứ là gì đều không phải nó. Bây giờ chúng ta hiểu rồi. Bất cứ gì chúng ta hiểu là không phải nó. Tuyệt vời. Bởi vậy mới gọi là Kinh Kim Cang. Cho nên Đức Phật nói rằng vạn vật có cùng tinh hoa. Trong tinh hoa này, nó không hư cũng không thật. Nhưng ở cùng với mọi hiện tượng. Mọi hiện tượng nghĩa là vạn vật được tạo ra. Mọi tạo vật trong hư không và tĩnh lặng
Nói theo ngôn ngữ mộc mạc là chúng ta đều có tinh hoa đó bên trong mình. Và phẩm chất đó là yên lặng, thậm chí không nói. Chỉ ở trong hư không và tĩnh lặng bên trong chúng ta. Không có nơi nào mà tinh hoa đó bám vào. Cho nên, mình chỉ có thể nói là nó ở trong hư không và hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu tinh hoa đó lớn tiếng mỗi ngày, nói chuyện với chúng ta hoài thì chúng ta sẽ làm sao? Hiểu ý thôi không? Phật tánh chỉ ở trong vạn vật, nhưng đều im lặng, không gắn bó vào điều gì cả. Do đó chúng ta không hiểu điều đó, không thấy điều đó, nên không nhận thức được điều đó. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận nó trong tĩnh lặng và trong hư không. Chúng ta cũng phải trở thành hư không, cũng phải trở thành tĩnh lặng mới cảm nhận những điều trong hư không và tĩnh lặng. Bởi thế chúng ta tọa thiền trong tĩnh lặng, hội nhập trở lại với hư không và với sự tĩnh lặng, và rồi chúng ta cảm nhận điều mà đó là chính mình, tức là tinh hoa của vạn vật. Và do đó chúng ta cảm nhận rằng vạn vật đồng nhất thể, hợp nhất vào lúc đó. Vào giây phút của sự tập trung sâu, chúng ta cảm nhận thế nào đó, rằng mình đều đồng nhất thể. Nhưng vào lúc đó, chúng ta cũng không cảm thấy rằng mình và vạn vật là một, chỉ là sự đồng nhất, một thể. Nên nó vẫn là không hiểu được, không lãnh hội được. Vì vậy, tu Bồ Đề, đó là lý do Phật thuyết Pháp. Pháp nghĩa là giáo lý trong tiếng Ấn, tiếng Phạn. Pháp của vạn vật, tinh hoa của vạn vật, tinh hoa chân chính, giáo lý chân chính, chân danh của vạn vật không thể gói ghém được. Quý vị không thể hiểu được trong bất cứ khái niệm nào của ngôn ngữ thế gian. Đó là ý Phật muốn nói. Đó là lý do nó được gọi là Pháp, và tại sao không có điều gì là Pháp cả. Chúng ta ngừng ở đây bởi vì chỉ có vậy thôi. Có phải tuyệt vời không? Quý vị có còn muốn tìm Phật tánh khi nó không phải là Phật tánh không? Quý vị có vẫn muốn đến đây để học Pháp khi nó không phải là Pháp không? Vậy chúng ta làm sao? Quý vị vẫn còn muốn ngồi quanh, vẫn muốn biết Phật tánh không? Dạ, trong yên lặng. Trong yên lặng, phải. Tất cả những chuyện quý vị nói với tôi như thưa sư phụ, con thiền và gặt hái kết quả lớn. Con có phép lạ này, phép lạ kia xảy ra cho con. Đây chỉ là những chuyện nhỏ. Đây chỉ là những đồ chơi nhỏ để an ủi. Trong khi quý vị còn ở trong thế giới tạm bợ và đau khổ này. Nhưng Phật tánh là chính quý vị. Là điều gì đó vĩ đại hơn tất cả những hiện tượng này, vĩ đại hơn tất cả những phép lạ này. Cho nên đừng quá mừng chỉ vì một số phép lạ xảy ra. Phấn đấu thêm nữa, đi vào bên trong nhiều hơn. Quý vị phải nhắm vào việc đạt tinh hoa thật của vạn vật, của chân ngã. Đừng ngừng lại ở phép lạ. Phép lạ xảy ra hoài, dù quý vị có biết hay không. Tại sao? Quý vị là phép lạ. Quý vị là kho tàng của phép lạ. Và quý vị đánh thức lực lượng thần kỳ đó bên trong quý vị. Mọi điều xuất hiện, đủ mọi điều xuất hiện. Như hộp này ở đây có đầy kẹo. Nếu họ đậy lại, quý vị không thấy. Tôi chỉ đổ ra tất cả. Và rồi quý vị thấy đủ loại kẹo. Nó vốn đã có đó rồi. Như ở đây quý vị không thấy gì cả. Nhưng có nước trong đó. Nếu quý vị mở ra và đổ nó ra, tất cả nước sẽ tràn ra. Nên dù quý vị nghĩ sư phụ làm phép lạ cho quý vị, hoặc quý vị nghĩ rằng quý vị có phép lạ bên trong mình, cả hai đều đúng, bởi vì chúng ta là một. Kho tàng của quý vị là kho tàng của tôi. Vấn đề của quý vị là vấn đề của tôi.
chỉ là thời gian, không gian và điều kiện vật chất chia cách chúng ta. Là mình nghĩ rằng mình không là một, nhưng chúng ta là một, chỉ có vậy thôi. Và vì vậy chúng ta phải tìm sự đồng nhất này, tìm chân tánh của vạn vật. Bên trong cây, bên trong đá, bên trong cá, bên trong sâu, bên trong bọ, bên trong mạnh. Đây là điều chúng ta muốn tìm. Bởi vì chúng ta đều là một, cho nên nếu quý vị được giải thoát thì vạn vật cũng được giải thoát. Bởi vậy Đức Phật nói, nếu quý vị thật sự thành tâm muốn độ tất cả chúng sinh, thì tất cả chúng sinh sẽ được độ. Nhưng cùng lúc không có ai được độ. Bởi vì chúng ta đều là một, cho nên không có chúng sinh. Tuy nhiên nếu chúng ta thành Phật, thì chúng ta mới liễu ngộ được rằng chúng ta là một, bằng không có rất nhiều chúng sinh. Vì chúng ta chưa liễu ngộ được sự đồng nhất. Nhưng một khi chúng ta thật sự muốn độ tất cả chúng sinh, thì lúc đó chúng ta thành Phật. Và rồi tất cả sẽ được tự do. Không chỉ năm thế hệ, mà nhiều thế hệ nữa.